Hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc, không bước quá xa, không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn, đừng nuôi hy vọng quá nhiều. Những ai từng mất rất nhiều thời gian để quên đi một mối tình khắc cốt ghi tâm, ai còn mang nặng nỗi đau quá khứ, những người còn chưa được đành lòng quên đi một tình cảm đau khổ, hay những người cứ mãi dây dứt băn khoăn về một việc đã qua. Sau tất cả, đều ta nhận ra là thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, dù bạn có muốn hay không. Những cảm xúc tưởng chừng như không thể nào phai nhòa, cuối cùng cũng chịu thua trước thời gian. Thời gian tàn nhẫn, nhưng cũng khiến con người nhẹ lòng hơn. Sớm mai tỉnh dậy, mình vẫn là chính mình, nhưng không còn đau buồn và uổng dột nữa rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua, chỉ cần ta biết buông tay thì từ khắc sẽ hạnh phúc. Nửa đời sau, xin chọn chữ bình yên, buông bỏ hết những ưu phiền đã cũ. Sự trái tim đam mê một ngọn lửa, chẳng hận thù, chẳng lần lửa tự thương. Nửa đời sau gạt hết sợi tơ vương, những cây đắng coi vô thường tan biến. Hồi ức qua gói gọn thành kỷ niệm, khỏi bận lòng nghĩ ngợi chuyện nhân gian. Nửa đời sau dẫu còn lắm gian nan, ta thẳng bước với muôn vàng khát vọng. Tâm thật vững trước dòng đời biến động, chớ nặng lòng dù sóng gió mùa giây. Nửa đời sau cố nguyện ước tròn đầy, dưỡng trí đức thỏa mê say mọi việc, để mai này không có gì nuối tiếc. Sống hết mình như chiếc lá còn xanh. Nửa đời sau xin hai chữ an lành, lúc bấp bênh không chồng dành đổ ngã. Mặc kệ đời nắng mưa hay nghiêng ngã, giữ nụ cười kỹ hạ nửa đời sau. Người đến với bạn vì tiền, hết tiền sẽ rời đi. Người đến với bạn vì danh, hết danh liền biến mất. Người đến với bạn vì sắc, sắc tàn phai liền chạy theo kẻ khác. Vậy đấy, chúng ta cứ nghĩ có tiền tài, có danh vọng, có sắc đẹp là có tất cả. Nhưng những thứ đó bạc bẽo vô thường, nay còn mai mất. Cuộc đời vì vậy mà kẻ cười hả hê thì ít, nước mắt lặng sâu chảy thành biển khổ trầm luân thì nhiều. Khi nhận ra lòng người, bạn cũng đừng vội buồn khổ, coi như cơ duyên giúp ta tỉnh ngộ, thấu hiểu thêm về nhân sinh và về chính mình. Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp. Khi bạn có lòng từ bi, người từ bi sẽ nhận ra bạn. Khi bạn có chân thành, người chân thành sẽ nhận được và ở lại. Những người bạn lành như vậy mới giúp ta thêm tiến bộ. Cuộc sống với những người an lành như vậy mới có thể bớt đi rất nhiều những trầm luân của một kiếp người.